Trước khi đến với chương trình 360 độ du lịch Đà Nẵng, xin được cảm ơn sự đồng hành tài trợ của Vietravel chi nhánh Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, nếu như chương trình 360 độ du lịch Đà Nẵng những kỳ trước đã đưa du khách khám phá, trải nghiệm ở những trò chơi mạo hiểm hay là tham quan những cảnh đẹp của Đà Nẵng, thì hôm nay 360 độ du lịch Đà Nẵng sẽ đưa quý vị đến với Thành Điện Hải, một di tích quốc gia đặc biệt, nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của quân và dân Đà Nẵng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Và trong hành trình tham quan thì du khách cũng có thể dừng chân đến cột chỉ tên đường cổ nhất tại Đà Nẵng, có giá trị lịch sử gần 100 năm. Và hai địa điểm này đã trở thành điểm dừng chân không thể thiếu cho du khách khi đến tham quan thành phố biển xinh đẹp. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo chân Minh Kim nhé. Thưa quý vị và các bạn, đây là cột chỉ tên đường có từ thời Pháp thuộc, có giá trị lịch sử gần 100 năm. Địa điểm này thì nằm ngay giữa trung tâm thành phố, ngay giữa ngã ba của đường Bạch Đằng và đường Thành Điện Hải. Điểm đặc biệt của cột chỉ tên đường cổ nhất thành phố này là nó có giá trị lịch sử gần 100 năm và nó được đúc bằng xi măng cốt thép rất là chắc chắn. Dù đã bị đục bỏ nhưng vẫn có thể cho thấy đây là cột chỉ tên đường chỉ đến Henri Parmentier, tức là bảo tàng Henri Parmentier, nay chính là bảo tàng Điêu Khắc Chăm. Thưa quý vị, cách cột chỉ tên đường này khoảng 500m, đó chính là di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải. Và ở địa điểm này thì Minh Kim có cuộc hẹn với một người bạn sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong chuyến tham quan sáng hôm nay nhé. Thưa quý vị và các bạn, người sẽ đồng hành cùng với Minh Kim là anh Trần Văn Chuẩn, trưởng phòng giáo dục truyền thông Bảo tàng Đà Nẵng. Người sẽ mang đến những thông tin thú vị về điểm đến đặc biệt này. Xin chào Minh Kim, xin chào quý vị và các bạn. Rất là vui được chào đón Minh Kim và các bạn đến với di tích lịch sử Thành Điện Hải trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa anh Chuẩn, anh có thể giới thiệu cho em và quý vị khán giả biết về những giá trị đặc biệt của di tích lịch sử Thành Điện Hải không ạ? Hiện tại thì chúng ta đang đứng trên di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải. Thì khi mà nhà Nguyễn người ta nhận thấy được cái tầm quan trọng về mặt chiến lược quân sự của thành phố Đà Nẵng á, thì triều đình rất là quan tâm đến cái việc phòng thủ tại cửa biển Đà Nẵng này. Và để thực hiện cái việc này thì triều đình đã cho xây dựng ở Đà Nẵng có một cái hệ thống phòng thủ tương đối là dày đặc. Và có thể nói rằng dưới thời kỳ nhà Nguyễn thì Đà Nẵng là nơi có dày đặc những công trình quân sự. Và nổi bật trong số đó chính là cái Thành Điện Hải này. Và có thể nói rằng ở Đà Nẵng hiện nay thì Thành Điện Hải là một trong số những di tích rất là hiếm hoi. Còn lại có thể nói là tương đối là nguyên vẹn. Và thành được xây dựng là mang dáng dấp phỏng theo kiến trúc Vau Ban của châu Âu. Thì cái kiến trúc thành Vau Ban châu Âu, tức là một cái loại hình mà thành được xây dựng, nó có hình vuông. Bên trong thì thành ngoài quách, ở giữa thì có hào nước sâu. Và nếu như ở khu vực miền Trung, không kể đến Kinh Thành Huế, thì có thể nói rằng Thành Điện Hải chính là một cái công trình kiến trúc quân sự còn lại duy nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến thời điểm hiện tại. Đó là về mặt kiến trúc. Còn về mặt lịch sử thì thành chính là cái minh chứng hùng hồn cho những cái ngày tháng mà quân dân Đà Nẵng đấu tranh rất là kiên cường, anh dũng trước cái sự xâm lược của Liên quân Pháp và Tây Ban Nha. Trong những cái đợt tấn công vào Đà Nẵng thì Thành Điện Hải chính là một trong những cái vị trí bị pháo kích rất là dữ dội. Vâng, có thể nói là di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải là có những giá trị rất là đặc biệt cả về phương diện kiến trúc lẫn lịch sử phải không ạ? Và nơi mình đang đứng đây có phải là cổng thành không anh? Đúng vậy. Như Minh Kim và các bạn nhìn thấy đây chính là một trong số các cái cổng của Thành Điện Hải ngày trước. Và Thành Điện Hải ngày trước thì thành được xây dựng cao 5m, hào sâu 3m. Và thực tế thì đây không phải là cổng duy nhất của thành, mà thành có đến 3 cổng. Và đây chính là cái cổng hướng đông. Ngoài ra còn có một cái cổng hướng nam và cổng hướng tây. Và ngày trước thông thường để mà đi vào được bên trong thành thì người ta phải đi qua một cái chiếc cầu gỗ. Như chúng ta thấy đây chính là cái đường hào và một cái cầu gỗ nó sẽ nằm ở đây. Vậy còn không biết là bên trong thì như thế nào ạ? Bây giờ vẫn còn lưu giữ những hiện vật gì ạ? Muốn biết thì xin mời Minh Kim và các bạn cùng đi vào bên trong Thành Điện Hải. Anh Chuẩn ơi, theo như em thấy ở trong khuôn viên Thành Điện Hải thì có rất nhiều những khẩu súng thần công. Vậy là những cái khẩu súng thần công này là có từ thời nào vậy anh?
thì thành Điện Hải ngày trước á, thì nó được bố trí đến là 30 khẩu súng thần công. Như bên Kim nhìn thấy xung quanh thành hiện nay thì có hơn 10 khẩu súng thần công đang được trưng bày bên trong thành Điện Hải này. Như các bạn đang nhìn thấy, đây chính là một trong số những khẩu súng thần công được trang bị tại thành Điện Hải. Và khẩu súng thần công này thì được làm dưới thời vua Thiệu Trị thứ 7 năm 1847. Súng thần công đặt bên trong thành Điện Hải này đó chính là những cái khẩu súng chiến, những khẩu súng mà trực tiếp tham gia đánh Pháp. Và chính cái điều này nó đã làm cho súng thần công của thành Điện Hải nó trở nên đặc biệt là những cái khẩu súng chiến. Thưa quý vị và các bạn, ấn tượng đầu tiên của Minh Kim khi vào thành Điện Hải là những bức tường rêu phong cổ kính, cũng như là những khẩu súng thần công đã nằm im lìm ở đây từ hàng thế kỷ. Và có thể nói đây là những chứng tích vô cùng quý giá cho một câu chuyện kể về tinh thần chiến đấu bất khuất kiên cường của quân và dân Đà Nẵng, cũng như là nhân dân cả nước nói chung trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp. Và anh Chuẩn ơi, thì không biết là trong thời kỳ kháng Pháp thì vai trò của danh tướng Nguyễn Tri Phương vào thời đó là như thế nào ạ? Thì có thể nói rằng là Nguyễn Tri Phương là một vị tướng có vai trò hết sức là quan trọng trong việc chỉ huy quân và dân Đà Nẵng trong cái buổi đầu chống lại sự xâm lược của Liên quân Pháp và Tây Ban Nha. Nguyễn Tri Phương thì thực tế ông là một vị quan văn. Tên thật của ông là Nguyễn Văn Chương, ông là người ở huyện Phong Điền của Huế. Và lúc mà Đà Nẵng bị quân Pháp và Tây Ban Nha tấn công thì lúc bấy giờ ông đang ở quê nhà. Khoảng tháng 10 năm 1858, khi mà Lê Đình Lý là chỉ huy mặt trận Đà Nẵng bị thắt trận, sau đó hy sinh, thì Nguyễn Tri Phương chính thức được triều đình cử vào đây để làm tổng thống quân thứ Quảng Nam và chỉ huy mặt trận tại Đà Nẵng này. Và ở giữa sân thành Điện Hải hiện nay thì Minh Kim đang nhìn thấy chính là bức tượng về danh tướng Nguyễn Tri Phương. Khi Nguyễn Tri Phương vào đây thì ông bắt đầu đưa ra những cái kế sách để nhằm xoay chuyển cái tình thế. Và một trong những cái kế sách mà Nguyễn Tri Phương áp dụng tại mặt trận Đà Nẵng này đó chính là tăng cường cái sự phòng thủ, bắt hợp tác với địch và không chủ động tấn công ngay mà lấy cái việc phòng thủ là làm chính. Và dựa trên kế sách đó thì Nguyễn Tri Phương đã cho thực hiện cái kế sách như là vườn không nhà trống này, hay là xây dựng những cái phòng tuyến, củng cố cái hệ thống đồn bảo đài để nhằm ngăn cản bước tiến của quân địch. Và nhờ những kế sách đó mà những cái đợt tấn công của quân Pháp đều đã bị quân và dân ta đẩy lùi, và chúng ta đã làm thất bại cái âm mưu đánh nhanh của người Pháp. Theo sử liệu, thành Điện Hải lúc đầu được vua Gia Long cho xây dựng vào năm 1813, gọi là đồn Điện Hải, nằm gần bờ biển. Năm Minh Mạng thứ 15, tức năm 1835, đồn được đổi tên là thành Điện Hải. Thành được xây theo kiểu thành vô ban, cao hơn 5 mét, chung quanh là hào sâu và có hai cửa. Có thể nói, ngoài cố đô Huế, thành Điện Hải là di tích duy nhất về thành lũy quân sự cổ còn sót lại ở miền Trung, và là biểu tượng của tinh thần bất khuất, kiên cường của quân và dân Đà Nẵng nói riêng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Với những giá trị vô giá ấy, đến cuối tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ công nhận thành Điện Hải là di tích quốc gia đặc biệt. Đồng thời, thành phố cũng đã khởi công giai đoạn 1 dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích này. Đến nay, giai đoạn 1 của dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải đã cơ bản hoàn thành. Giai đoạn 2 trùng tu, tôn tạo các công trình bên trong dự kiến diễn ra trong 2 năm 2019-2020. Như vậy, chẳng bao lâu nữa, thành Điện Hải sẽ hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo, trả lại giá trị vốn có, làm sáng lên biểu tượng của tinh thần bất khuất, kiên trung của quân và dân Đà Nẵng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đây sẽ là một điểm tham quan du lịch hấp dẫn của người dân, du khách. Và Đà Nẵng tiếp tục kể cho du khách những câu chuyện đáng tự hào về thành phố biển xinh đẹp, năng động phát triển, nhưng cũng luôn mang trong mình những giá trị văn hóa lịch sử đáng tự hào. Vâng, đến đây được tham quan thành Điện Hải và được nghe anh Chuẩn giới thiệu về những cái giá trị đặc biệt của thành Điện Hải thì Minh Kim cảm thấy rất là cuốn hút. Và đó cũng là lý do tại sao mà thành Điện Hải luôn thu hút du khách trong và ngoài nước đến đây tham quan, phải không ạ? Kể từ khi mà thành Điện Hải được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thì cái lượng khách tham quan đến với di tích thành Điện Hải này thì nó tiếp tục tăng. Thống kê cái lượng khách của năm 2018 thì gần 300.000 lượt khách đã đến tham quan thành Điện Hải và Bảo tàng Đà Nẵng,
Và từ đầu năm 2019 cho đến nay thì trung bình mỗi ngày thành Điện Hải đón khoảng từ 800 cho đến 1.000 lượt khách đến tham quan. Hiện nay cái đối tượng khách châu Âu thì cũng tiếp tục tăng lên về số lượng và họ tiếp tục chọn thành Điện Hải trở thành cái điểm đến tham quan tìm hiểu khi đến với thành phố Đà Nẵng này. Dạ vâng. Vậy còn trong bên trong bảo tàng thì sao ạ? Bây giờ bên trong bảo tàng Đà Nẵng còn lưu giữ những cái hiện vật gì của thành Điện Hải không ạ? Hiện tại thì bên trong bảo tàng thì cũng đang lưu giữ một số các cái hiện vật nó cũng liên quan đến cái thành Điện Hải và liên quan đến cái giai đoạn Đà Nẵng mở đầu mặt trận kháng chiến chống Pháp 1858-1860. Xin mời Minh Kim và các bạn di chuyển vào bên trong bảo tàng. Hiện tại thì trong không gian trưng bày của bảo tàng thì có dành một cái phần để giới thiệu về giai đoạn Đà Nẵng mở đầu mặt trận kháng chiến chống Liên quân Pháp và Tây Ban Nha. Và nổi bật trong cái không gian trưng bày này chính là cái sa bàn giới thiệu về cái hệ thống phòng thủ mà nhà Nguyễn đã xây dựng ở Đà Nẵng. Mà như đã nói ban đầu với lại Minh Kim và các bạn đó thì dưới thời nhà Nguyễn thì Đà Nẵng là một nơi có thể nói là dày đặc những công trình quân sự. Và chúng ta nhìn vào sa bàn thì chúng ta thấy đó chính là thành Điện Hải được bố trí ngay cửa sông Hàn. Dọc sông Hàn thì chúng ta thấy có một dãy những cái đồn phòng thủ như là đồn Hải Châu, đồn Phước Ninh, đồn Thạc Giáng hay là đồn Nghi Xuân. Ngoài ra chúng ta thấy những cái đường màu đỏ này chính là cái hệ thống phòng tuyến mà nhà Nguyễn cũng đã cho xây dựng ở Đà Nẵng. Phía bên khu vực bên này thì chúng ta nhìn thấy đây chính là súng thần công cũng như là đạn súng thần công. Giới thiệu với Minh Kim và các bạn, đây chính là súng thần công, cũng là những khẩu súng được bố trí bên trong thành Điện Hải. Và trong cái tủ kính này chính là đạn của những khẩu súng thần công. Một cái tư liệu khác khá là quan trọng cũng được giới thiệu trong không gian trưng bày này chính là cái tấm bản đồ chiến sự mà chúng tôi tạm gọi là tấm bản đồ chiến sự 1858-1860. Thì đây là một cái tấm bản đồ mà do một cái nhà nghiên cứu lịch sử tại Đà Nẵng thì cũng đã lần đầu tiên thì ông cũng đã phát hiện được trong một cái đường liên dẫn từ một cái kho lưu trữ của Pháp. Và trên tấm bản đồ này thì nó thể hiện rất là đầy đủ rõ ràng về cái hệ thống phòng thủ mà nhà Nguyễn đã xây dựng ở Đà Nẵng. Đặc biệt chúng ta nhìn thấy có vị trí của thành Điện Hải này, rồi thành An Hải bên kia sông và hệ thống những cái công trình quân sự khác được xây dựng tại Đà Nẵng. Đến tham quan thành Điện Hải, du khách sẽ được hiểu rõ hơn về những giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu của thành phố, cũng như về ý chí chiến đấu, kiên cường, tinh thần bất khuất của nhân dân Đà Nẵng nói riêng, cũng như nhân dân cả nước nói chung trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Và du khách cũng đừng quên dừng chân đến cột chỉ tên đường cổ nhất tại Đà Nẵng, có giá trị lịch sử gần 100 năm, để có thể hiểu rõ hơn và thêm yêu thành phố xinh đẹp của chúng tôi. Xin cảm ơn anh Chuẩn đã đồng hành cùng với Minh Kim trong chương trình 360 độ du lịch hôm nay. Và đến đây cũng xin được khép lại chương trình 360 độ du lịch Đà Nẵng. Một lần nữa xin được cảm ơn Vietravel chi nhánh Đà Nẵng đã đồng hành và tài trợ chương trình. Xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo. Ưu đãi vàng tri ân khách hàng Vietravel giảm giá lên đến 2 triệu đồng và nhận ngay quà tặng hấp dẫn cho khách hàng đăng ký tour Nhật Bản Hokkaido 5 ngày, khởi hành ngày 2 tháng 5. Giá giảm còn 26.990.000 đồng. Đài Loan 5 ngày, khởi hành 27 tháng 4, giá từ 11.990.000 đồng. Seoul Jeju 6 ngày, khởi hành 28 tháng 4, giá giảm còn 21.990.000 đồng. Mọi thông tin xin liên hệ hotline 0935 123 347 hoặc 0932 472 310. Hoặc Vietravel Đà Nẵng, địa chỉ 58 Pasteur, Đà Nẵng.